Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hiện nay, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lên phương án phương tiện vận chuyển với mục tiêu đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách. Lượng khách trong dịp này được dự kiến cũng sẽ tăng mạnh, có thể lên tới trên 200% so với ngày thường. Bến xe khách Gia Lâm đánh giá, lượng khách đi lại vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay dự kiến sẽ tăng gấp khoảng 2 đến 2,5 lần so với ngày thường. Bến này khẳng định, ngày thường các xe rời bến chỉ đạt 40 đến 50% hệ số ghế. Vì thế cùng với xe tăng cường thì dịp nghỉ lễ không lo sẽ bị quá tải. Về lượt xe thì chúng tôi dự kiến trong ngày đó là tăng khoảng 400 lượt xe một ngày. Với cái số lượng tăng cường của chúng tôi là khoảng 80 xe trên bến Gia Lâm. Ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng như công an quận Long Biên, công an phường Gia Thụy và thanh tra giao thông Long Biên để đảm bảo an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn tại khu vực bến xe cũng như là ngoài bến xe. Dự tính là cái khả năng cái lượng hành khách mà đi qua bến Giáp Bát trong những cái ngày đầu của những ngày nghỉ lễ sẽ tăng cao, có thể lên tới 300%. Thì cũng nắm bắt được những cái tình hình như vậy cho nên là đơn vị chúng tôi cũng tổ chức cái lượng xe phối hợp với các đơn vị vận tải để tổ chức những lượng xe để làm sao mà bảo đảm để phục vụ cho bà con đi lại nó thuận tiện. Theo công ty cổ phần bến xe Hà Nội, dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cao từ chiều 30 tháng 8 đến 31 tháng 8, giảm về mức bình thường vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 9. Lượng khách tăng trở lại từ chiều mùng 3 tháng 9 và sáng mùng 4 tháng 9. Dự kiến tại bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 khách trên ngày, tăng 350% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất khoảng 2.000 khách một ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, chủ yếu tập trung các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang. Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 khách trên ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. Dự kiến lượng hành khách cũng sẽ có thể là tăng từ 2,5 đến 3 lần so với cả những cái ngày thường. Và với cái nhịp độ tăng như thế này thì ở bến xe Giáp Bát có thể là 20.000 lượt khách, với bến xe Mỹ Đình có thể là 20.000 lượt khách một ngày. Và bến xe Gia Lâm thì có thể là đến 6.000 lượt khách một ngày. Trong các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hàng năm, thời gian cao điểm thường có sự tăng đột biến cả về lượng khách và lượng xe. Vì vậy, tổng lượng xe tăng cường dịp này là 700 xe, trong đó bến xe Giáp Bát là 220 xe, bến xe Gia Lâm là 80 xe và bến xe Mỹ Đình là 400 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến, tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách. Theo mục tiêu đặt ra, đến cuối năm 2024, dự án đường ven biển từ Nghi Sơn Thanh Hóa đến cửa lò Nghệ An với tổng chiều dài gần 60 km sẽ được thông tuyến. Tuy nhiên đến nay trên tuyến vẫn còn vướng mặt bằng sạch khoảng 1,6 km. Thời gian không còn nhiều, trong khi đó Nghệ An bắt đầu bước vào mùa mưa lũ. Vì vậy, kế hoạch thông tuyến của dự án đường ven biển vào cuối năm nay sẽ là một thách thức đối với các chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại thời điểm này, gói thầu XL01 của tuyến đường ven biển đang được Tập đoàn Xây dựng Miền Trung huy động tối đa máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, nút thắt để thực hiện thông tuyến theo mốc thời gian đặt ra lại là vướng mặt bằng tại 7 vị trí thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Vì cái yêu cầu là thông tuyến và làm nhanh thì cái điểm này là bên chủ đầu tư và bên chính quyền địa phương cũng đang gấp rút để giải phóng cho bên đơn vị thi công. Còn về cái khoảng mà cái phạm vi và mặt bằng để cho đơn vị thì vẫn đang đủ để đơn vị triển khai. Và nếu mà có thêm nữa thì là cần thiếu máy móc thiết bị thì là đơn vị thi công sẽ lại tăng thêm để đáp ứng được cái thông tuyến và cái theo cái cam kết. So với thời điểm giữa tháng 7 năm 2024, tuyến đường ven biển đã được giải phóng thêm khoảng 300 m. Tại thời điểm này chỉ còn vướng mắc khoảng 1,6 km. Tập trung chủ yếu tại các địa phương như huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc. Tiếp tục tổ chức đối thoại, vận động, đặc biệt là cái vận động cá biệt để người dân đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Thứ hai là phân loại
các cái hộ mà chưa ký hồ sơ thì để có cái hướng giải quyết cụ thể để khi mà quy định mới của tỉnh ban hành thì có thể áp dụng thực hiện được ngay. Dự kiến hết tháng 11 thì huyện sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Song song với việc ấy thì để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thì huyện tiếp tục thực hiện các cái chính sách hỗ trợ theo quy định về thuê nhà ở trong thời gian xây dựng nhà, để đôn đốc tuyên truyền vận động các hộ dân sớm hoàn thành nhà ở trên khu tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, và phấn đấu 31 tháng 12 thì thông toàn tuyến và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ven biển. Hiện ngoài vướng mắc về khâu giải phóng mặt bằng, cùng với thời tiết tại Nghệ An đang bước vào mùa mưa lũ là những bất lợi tác động đến dự án đường ven biển qua Nghệ An. Thực tế này khiến dự án gặp khó khăn hoàn thành mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại. Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Trong hôm nay, Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm trước khi chuyển mưa dông về cuối tuần. Cụ thể, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Ngày và đêm 28 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thưa quý vị, đều có tiền án tiền sự, không có việc làm ổn định, nhưng Trần Hải và Lưu Xuân Tâm vẫn thông tin tới nạn nhân về việc có mối quan hệ với các cơ quan tố tụng, có thể chạy án. Từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Hai đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo đó, lợi dụng sự kém hiểu biết của người nhà các bị can, bị cáo trong các vụ án, Lưu Xuân Tâm, 45 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, và Trần Hải, 54 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã thông tin hứa hẹn chạy giảm án cho các bị can, bị cáo, từ đó yêu cầu bị hại phải chuyển tiền nếu muốn giảm án, sau đó các đối tượng sẽ chia nhau tiêu xài số tiền trên. Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ hai đối tượng Lưu Xuân Tâm và Trần Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định với thủ đoạn đi trên, hai đối tượng này đã cấu kết với nhau và với các đối tượng khác lừa đảo chạy án cho 4 bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Sáng 28 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã Tam Hợp vừa xảy ra vụ nổ lớn khiến hai người tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ này. Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17 giờ chiều 27 tháng 8, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp 4 trên địa bàn xã Tam Hợp, cạnh trục đường quốc lộ 46C. Tại hiện trường, một số mảng tôn và ngói trên mái nhà bay khắp nơi hư hỏng. Sau đó, người dân phát hiện hai người đã tử vong. Hai nạn nhân là người đàn ông 53 tuổi, cùng vợ 49 tuổi, cùng ngụ xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp và Công an huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ nổ. Theo ghi nhận tại hiện trường, bình ga của gia đình không phát nổ.